Khi mà nhắc đến crypto, chúng ta thường nghe về những cơ hội kiếm xnxx từ số vốn cực kỳ nhỏ, hoặc thậm chí là không mất một đồng vốn nào mà vẫn kiếm được cả chục ngàn, thậm chí là cả trăm ngàn đô, đúng không nào? Không biết anh em sao, chứ bản thân mình thì đã từng FOMO và thử cày một vài airdrop để thử vận may. Nhưng sau đó một thời gian thì mình nhận ra là việc săn airdrop không dễ như ăn bánh, và thậm chí là mình còn mất một khoản kha khá mà vẫn xịt tùm lum. Vậy nên một bài học rút ra ở đây đó chính là nếu như anh em muốn săn airdrop thành công thì có thể là sẽ phải cần đến cả sức mạnh tâm linh, hay nói cách khác là cuộc sống của ông bà tổ tiên. Nói đùa vậy thôi, trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ chỉ cho anh em một vài kinh nghiệm thực chiến cũng như là một số chiến thuật mà Irene đã rút ra để có thể tăng cơ hội và tỷ lệ trúng airdrop cho anh em mới tham gia vào thị trường nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu thôi. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe qua 68 TV, cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ tụi mình trong những video mới nhé. Đầu tiên là về cách chọn dự án. Hiện nay thì có rất nhiều anh em mới tham gia vào lĩnh vực airdrop và thắc mắc với mình rằng là nên tham gia dự án nào và làm như thế nào để có cơ hội trúng các phần airdrop. Thực tế hiện nay thì có quá nhiều dự án airdrop mà anh em có thể tham gia. Ngoài những dự án nổi tiếng như là Stacknet, ZK Sync, Layer Zero, SCO thì còn có rất nhiều sự lựa chọn khác. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây đó chính là chúng ta nên lựa chọn những dự án như thế nào để cày airdrop. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải hiểu logic cơ bản, đó chính là tại sao các dự án là airdrop. Airdrop thì là sự kiện mà dự án tặng miễn phí token cho người dùng. Điều quan trọng là hiểu lý do tại sao các dự án lại muốn tổ chức airdrop cho anh em. Ngày nay thì càng có nhiều dự án blockchain mới được ra đời và các dự án thì cần thu hút thêm người dùng. Khi mà có ngày càng nhiều người tham gia xây dựng và có nhiều chuỗi blockchain công khai khác nhau thì các builder sẽ cần người sử dụng những cái sản phẩm của họ ở trong hệ sinh thái. Và trong thế giới crypto thì cứ nơi nào có tiền và có dòng tiền thì nơi đó sẽ thu hút được người dùng. Đó là lý do tại sao các dự án lại sử dụng airdrop như là một phương pháp marketing trực tiếp và đơn giản. Airdrop thì sẽ giúp thu hút người dùng và quảng bá dự án, tạo động lực cho việc sử dụng và tương tác với các blockchain và DApp khác nhau. Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cần chuẩn bị những gì để tham gia săn airdrop nhé. Để tham gia các đợt airdrop hay retroactive thì anh em sẽ cần phải chuẩn bị một số điều cơ bản như sau. Đầu tiên là kiến thức cơ bản về crypto. Anh em sẽ cần phải nắm vững kiến thức về các đồng coin, này, token hay là cách sử dụng các ví điện tử phổ biến như là MetaMask và biết cách thực hiện các giao dịch ở trên các sàn DEX. Ngoài ra thì anh em cũng nên hiểu rõ về các thao tác swap và cross-chain. Các thông tin này thì anh em có thể tìm hiểu và học hỏi thêm từ những bài viết của Coin68. Ở đây thì chúng mình đã có rất nhiều bài viết cho anh em mới tham gia vào thị trường tiền điện tử. Anh em thì có thể tìm kiếm trên Google hoặc là tìm kiếm trực tiếp ở trên trang web của Coin68 với những từ khóa như là cách mua bán Bitcoin này, hoặc là cách sử dụng một số sàn như là SushiSwap hay là cách sử dụng ví MetaMask v.v. Thứ hai là anh em sẽ cần có máy tính kết nối mạng. Để đảm bảo là thực hiện được tất cả các task thì mình khuyên anh em nên có máy tính PC hoặc là laptop có kết nối internet. Điện thoại thì cũng anh em cũng có thể dùng được, tuy nhiên là có một số dự án mới build thì có thể là chưa hoạt động tốt ở trên nền tảng di động, nên là khi mà anh em làm những cái task của họ thì có thể là hơi lag một chút hoặc là anh em sẽ khó thực hiện hơn so với ở trên PC hoặc là laptop. Thứ ba là các loại tài khoản mạng xã hội. Anh em sẽ cần phải chuẩn bị một số tài khoản mạng xã hội chính như là Twitter, này, Discord hay là Telegram. Ngoài ra thì anh em cũng nên có thêm tài khoản Facebook, YouTube hoặc là GitHub v.v. Và anh em sẽ cần phải biết cách sử dụng chúng một cách thành thạo. Vì đa phần là các airdrop thì sẽ yêu cầu anh em tương tác với dự án thông qua các kênh này. Nếu như anh em có nhiều bộ tài khoản mạng xã hội thì càng tốt, bởi vì là anh em sẽ có thể cày nhiều lần để tăng cơ hội trúng airdrop nhiều hơn. Tiếp theo là anh em sẽ cần phải có ví Web3 hay là Web3. Anh em cũng cần phải có các loại ví để tham gia các nhiệm vụ airdrop. Đây thì cũng chính là ví mà các dự án sẽ gửi token airdrop cho anh em nếu như anh em nằm trong danh sách trúng thưởng của họ. Hiện tại thì một số ví phổ biến có thể kể đến như là ví MetaMask, Coin98, Trust Wallet v.v. Cách cài đặt thì mình sẽ để link ở phía ghim video cho anh em, hoặc là anh em cũng có thể lên Coin68 để tìm các bài viết này nhé. Có một tip cho anh em là anh em có thể dùng các ví multi-chain, tức là các ví tích hợp nhiều blockchain khác nhau để tiện cho việc kể nhiều dự án ở trên nhiều blockchain. Tuy nhiên là cũng có một số blockchain sẽ yêu cầu anh em cài ví chính của blockchain đó, cho nên là tùy vào mỗi airdrop khác nhau mà anh em sẽ sử dụng các ví khác nhau. Kế đến thì anh em sẽ cần phải chuẩn bị một số vốn nhỏ. Số vốn này thì sẽ dùng để chi trả cho các chi phí gas. Tuy nhiên thì anh em cũng không còn phải chuẩn bị quá nhiều đâu, ví dụ từ khoảng 100 đến 200 đô là bắt đầu có thể cài airdrop rồi. Kế đến là các nền tảng để săn airdrop.
Việc tìm hiểu thêm về các nền tảng hay là công cụ để săn airdrop như là Layer3 này, Gassy, Qtree, Crabtree, Gitcoin hay là Snapshot vân vân thì cũng là một điều rất là tốt để anh em có thể hiểu sâu hơn về việc cày airdrop. Những người săn airdrop chuyên nghiệp thì thường sử dụng các cái nền tảng này. Và gần đây thì mình đang sử dụng công cụ là Spatree. Ở đây thì cũng có khá nhiều airdrop xịn và đa phần là free, cho nên là anh em có thể tham khảo thử nhé. Việc chuẩn bị kỹ các yếu tố trên thì sẽ giúp cho anh em sẵn sàng tham gia vào airdrop một cách hiệu quả và tăng cơ hội nhận được nhiều token thưởng hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những tiêu chí để chọn một dự án tốt khi mà làm airdrop. Khi mà tham gia airdrop thì anh em sẽ cần phải chọn và lọc những dự án phù hợp. Ở dưới đây sẽ là một số tiêu chí mà Irene đã nốt ra để mà tự lựa chọn các dự án airdrop một cách hợp lý, cũng như là những dự án mà có khả năng là sẽ airdrop cao cho người dùng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh giá dự án dựa trên việc là dự án có nhiều quỹ lớn tham gia đầu tư hay không. Điều này thì cho thấy là dự án có tiềm năng phát triển lâu dài và được coi là đáng tin cậy ở trong cộng đồng tiền điện tử. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải xem là số vốn mà dự án raise được là bao nhiêu. Ví dụ nếu như dự án raise được một số vốn lớn với mức định giá cao thì chứng tỏ là dự án được các quỹ lớn đánh giá là có tiềm năng phát triển lâu dài, cũng như là có khả năng có nhiều lợi nhuận ở trong tương lai. Và số tiền này thì cũng là số tiền mà dự án có thể chia ra để làm airdrop cho anh em. Ví dụ là những dự án raise được số tiền lớn thì họ có thể bỏ ra một phần lớn để airdrop làm marketing cho dự án. Ngoài ra thì nếu như dự án được đầu tư hoặc là hỗ trợ từ những cái tên lớn như là Coinbase này, Binance, Animoca Brand hay là Pantera thì đây cũng là một điểm cộng lớn cho các dự án này. Đặc biệt là nếu như có sự xuất hiện của các sàn lớn thì đây sẽ là dấu hiệu dự án có thể được niêm yết ở trong tương lai. Thứ hai là sự ủng hộ từ cộng đồng. Trong thị trường crypto thì chúng ta cần xem xét là việc dự án có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng hay không. Anh em có thể check số lượng follow của dự án ở trên các nền tảng mạng xã hội như là Twitter, Telegram, Discord. Điều này thì sẽ tạo đà cho dự án và mang lại nguồn lực quan trọng ở trong tương lai. Thứ ba là nền tảng và hệ sinh thái. Đánh giá giá trị và sức mạnh của dự án dựa trên các nguyên tắc và cơ sở hạ tầng của nó. Những yếu tố cơ bản tốt thì sẽ cho thấy dự án có khả năng đổi mới và giải quyết được các vấn đề, từ đó là có tiềm năng phát triển lâu dài. Tiếp đến là việc chủ đề có hấp dẫn hay không. Anh em có thể quan sát xem dự án có một chủ đề hấp dẫn và thu hút người dùng mới hay không. Sự chú ý và khả năng marketing tốt thì sẽ cho thấy dự án có khả năng thu hút người dùng mới và có chất lượng cao. Một vấn đề nữa chúng ta cần xem xét đó chính là tokenomics của dự án. Đánh giá hệ thống tokenomics của dự án thì tức là cách mà token được thiết kế và phân phối. Điều này thì khá là quan trọng để đảm bảo là hệ thống tài chính của dự án là ổn định và bền vững. Ngoài ra thì một số dự án cũng thiết kế luôn mục airdrop ở trong tokenomics, cho nên là anh em có thể đánh giá xem là số tiền mà dự án có thể airdrop cho người dùng là bao nhiêu. Việc lựa chọn dự án airdrop theo các tiêu chí trên thì sẽ giúp anh em tận dụng tốt được cơ hội và tránh phải những dự án không đáng tin cậy. Kế đến thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về một số loại airdrop phổ biến hiện nay. Để tăng khả năng nhận được airdrop thì anh em sẽ cần phải hiểu rõ logic của các đợt airdrop. Hiện nay thì mình có thể chia ra làm 4 loại airdrop chính. Thứ nhất là airdrop cho người nắm giữ token hay là NFT. Dự án thì sẽ tặng token airdrop cho những người nắm giữ NFT hoặc là token cụ thể. Thông tin này thì thường được đề cập chính ngay trong white paper của dự án. Và người dùng thì sẽ phải mua NFT hoặc là token của dự án để được nhận airdrop. Thứ hai là airdrop cho người chạy node hoặc là cho dApp. Người chạy node thì sẽ cung cấp phần cứng và hỗ trợ mạng lưới theo như yêu cầu của dự án và được thưởng thêm token khi mà tham gia. Khi mà anh em tham gia airdrop loại này thì sẽ khá là khó và yêu cầu anh em sẽ phải có kiến thức về kỹ thuật cũng như là đầu tư về phần cứng. Thứ ba là airdrop theo hình thức marketing. Theo hình thức này thì dự án sẽ yêu cầu người dùng thực hiện một số nhiệm vụ quảng bá như là chia sẻ này. Khi mà dự án thực hiện airdrop theo kiểu này thì sẽ yêu cầu người dùng thực hiện một số các cái nhiệm vụ quảng bá cho dự án như là chia sẻ này, tham gia trò chuyện ở trên các mạng xã hội như là Twitter, Discord hoặc là trả lời câu hỏi. Airdrop này thì sẽ dựa trên ngẫu nhiên và có ngưỡng tham gia thấp. Và cuối cùng là airdrop dạng retroactive. Đây là dạng khá là phổ biến hiện nay dành cho những người dùng sử dụng sản phẩm hoặc là dịch vụ của dự án ở trong hệ sinh thái từ sớm. Dự án thì sẽ ghi lại thông tin của người dùng đã tham gia trước một thời điểm nhất định, hay còn gọi là snapshot, và tặng airdrop cho họ. Đây sẽ là loại airdrop phổ biến nhất hiện nay và anh em nên focus tập trung vào loại airdrop này. Khi mà anh em nắm vững airdrop và tìm hiểu những quy tắc cụ thể của từng dự án thì sẽ giúp cho anh em tăng cơ hội nhận airdrop và tránh được những dự án không đáng tin cậy. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một số kinh nghiệm để săn airdrop hiệu quả hơn.
Câu hỏi mà anh em thường đặt ra đó chính là làm như thế nào để có thể nhận được airdrop. Gần đây thì các dự án airdrop lớn cho người dùng như là OP, Arbitrum thì đa phần đi theo hướng airdrop là retroactive. Team thì sẽ yêu cầu anh em sử dụng chuỗi công khai của dự án và tương tác với hệ sinh thái ở trên chuỗi để đáp ứng một tiêu chuẩn nhất định, ví dụ như là volume hay là số lần swap vân vân. Hoặc là như Blur hoặc là ID thì sẽ yêu cầu anh em là hold NFT hoặc là tên miền của dự án. Chỉ cần như vậy là anh em đã có khả năng cao là nhận được airdrop của dự án rồi. Nói chung là việc làm sao để nhận được một airdrop thì nó sẽ tùy thuộc vào dự án anh em đang săn. Cốt lõi ở đây thì điều mà tất cả các dự án cần nó chính là người dùng thật. Cho nên là anh em hãy cố gắng tham gia và tương tác nhiệt tình nhất có thể để dự án nhận định anh em là người dùng của dự án. Việc có thể nhận được airdrop hay không thì mình sẽ không đảm bảo 100% được. Tuy nhiên là mình có một số lưu ý cho anh em nên nhớ trước khi mà bắt tay vào săn airdrop để có thể tăng cơ hội trúng airdrop. Đầu tiên thì anh em cần phải chắc chắn rằng chuỗi tài khoản liên kết với MEO như là Discord, Twitter và Gashi thì phải luôn đồng nhất này. Thứ hai là anh em sẽ luôn cần dùng một địa chỉ ví xuyên suốt với MEO đã được đồng nhất ở trên và nên liên kết ngay khi có thể. Thứ ba là anh em nên tham gia tất cả các hoạt động có thể thực hiện được bắt nguồn từ chính dự án. Còn những dự án vệ tinh xung quanh mạng lưới thì anh em có thể làm ở mức độ tham khảo. Một kinh nghiệm nữa là anh em đừng nên trải nghiệm nửa vời, tức là anh em có làm nhưng mà thao tác dự án quá ít, bởi vì các dự án trao retroactive cho người dùng là vì họ đã đóng góp nhiều cho sản phẩm chứ không phải là làm cho có để nhận airdrop. Ví dụ như là đối với dự án AMM thì anh em nếu như anh em chỉ swap một vài lệnh tượng trưng thì khả năng cao là sẽ không nhận được airdrop, mà anh em phải đạt được một mức volume nhất định thì mới có thể được nhận retroactive hay là phần airdrop từ dự án. Tiếp theo là về nguồn tiền chuyển vào ví thì phải đến từ các địa chỉ ví khác nhau. Ví dụ như là mỗi tài khoản ở trên sàn tập trung thì chỉ nên gửi vào một địa chỉ ví và tránh để cho chúng tương tác với nhau. Hiện nay thì đã có một số team dev muốn tránh cheat airdrop nên là họ sẽ kiểm tra kỹ các địa chỉ ví của anh em khi mà anh em chuyển tiền. Vì vậy cho nên là anh em cũng nên lập nhiều tài khoản ở trên các sàn tập trung khác nhau để tránh bị trùng IP hoặc là trùng địa chỉ ví nhé. Kế đến thì anh em sẽ cần phải dự trù được chi phí, vì airdrop không phải lúc nào cũng miễn phí. Quá trình trải nghiệm dự án đôi khi sẽ đòi hỏi anh em phải tốn một khoản phí để thao tác, đặc biệt là ở Ethereum với mức phí cao ngất ngưởng. Có nhiều trường hợp thì đã bỏ rất nhiều tiền để tham gia nhưng đổi lại là không nhận được airdrop nào, hoặc là nhận được airdrop thậm chí là còn ít hơn cả số tiền mà anh em đã bỏ ra. Những trường hợp này thì vừa tốn thời gian mà vừa tốn tiền bạc của anh em, cho nên là anh em nhớ kiểm tra thật là kỹ nhé. Tiếp theo là chăm chỉ theo dõi các kênh social của dự án. Kênh Discord của dự án thì sẽ luôn là nơi cập nhật chi tiết nhất về các sự kiện đang diễn ra, và các role ở trên Discord của dự án thì cũng rất là quan trọng. Đây sẽ là cơ sở để dự án set airdrop hoặc là giúp anh em nhận được những cái đặc quyền tương ứng. Ngoài ra thì anh em cũng có thể theo dõi một số kênh như là Telegram hay là Twitter của dự án, hoặc là xem trực tiếp ở trên website của dự án cũng ok. Lưu ý cuối cùng là anh em sẽ nên tối ưu hóa các nhiệm vụ. Cùng một dự án thì sẽ xuất hiện ở trên nhiều công cụ khác nhau, và khi tham gia vào săn airdrop hoặc là whitelist của dự án thì ở việc mà anh em sẽ cần làm đó chính là điểm qua công cụ để lọc ra những nhiệm vụ nào có thể làm cùng một lúc. Ví dụ như là thực hiện nhiệm vụ giao dịch thuộc Arbitrum Quest và thỏa mãn luôn nhiệm vụ về mạng lưới Arbitrum ở trên Layer 3. Và điều cuối cùng mà anh em cần quan tâm đó chính là phải cẩn thận với các kênh website hoặc là kênh thông tin lừa đảo về airdrop. Để hạn chế bị lừa đảo hay là mất tiền khi tham gia kênh airdrop thì anh em nên nhớ là không bao giờ bấm hay là kết nối ví vào các đường dẫn không chính thống của dự án. Vậy là vừa rồi Irene đã chia sẻ cho anh em một số kinh nghiệm khi mà tham gia kênh airdrop của các dự án. Mình mong là thông qua video này thì anh em đã có thêm nhiều kinh nghiệm, cũng như là biết một số cách để chọn lựa các dự án và một số mẹo để tăng khả năng trúng khi mà tham gia airdrop. Nếu như anh em có những kinh nghiệm hay là có những tip nào để tham gia airdrop một cách hiệu quả hơn cũng như là tăng cơ hội trúng hơn thì hãy comment ở phía bên dưới phần bình luận để chia sẻ cho mọi người nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!